Alo, xin chào các bạn. Sau khi các bạn đã tải cái mật độ check về thì các bạn tiến hành giải nén và cài cái bộ phông chữ kèm theo trên vào máy tính của bạn. Và các bạn tiến hành mở phần mềm Powerpoint lên và cái mật độ check có giao diện như thế này. Thì chúng ta trong slide thứ nhất chúng ta sẽ kết vào một đối tượng slide thứ nhất. Chúng ta vào format để hiện cái selection band. Đó, đây là thanh làm việc chúng ta. Và ở cái slide thứ nhất này chủ yếu là chúng ta chỉ cần thay cái logo này thôi. Các bạn kết chuột phải, chọn change picture from file để load tới cái logo của mình. Qua slide thứ hai chúng ta sẽ tiến hành thay thế ảnh và chữ. Chữ thì thay thế rất dễ rồi, các bạn chỉ cần thay thế gõ những cái text mà các bạn cần viết vào đây và chọn cái phông chữ phù hợp với kích thước phông chữ phù hợp hay là một số hiệu ứng khác, hiệu ứng format, ví dụ các bạn muốn outline hay text fill gì đó 3D trong này luôn, mình chỉ cần thích đơn giản như thế này thôi đó. Và kích các cái shape này, đổi màu cái shape này cũng vậy. Các bạn kích đắp vô, chọn chuột phải, outline và chọn các cái màu sắc. Mình lại đó. Cái shape này, đó, các bạn chọn được đối tượng shape đúng không? Các bạn kích vào outline và chọn cái màu sắc nó tương ứng đó các bạn muốn thay đổi. Đó là về cách thay đổi shape và text nha. Bước tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành thay đổi cái hình ảnh của nó, hình ảnh của các slide. Ở cái hình ảnh của các slide này có kích thước là 1280 x 720 pixel. Do đó các bạn phải cố định hết tất cả các tấm hình các bạn có kích thước như thế luôn. Tại vì trong mỗi slide thì chúng ta đều dùng một tấm ảnh đó nhưng mà có cùng một kích thước như thế. Đó. Vậy thì làm thế nào mà để crop được những cái tấm ảnh ra như có kích thước như thế, thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách crop trước khi mình để mình thay thế. Thì các bạn sẽ bấm hidden all để ẩn hết các cái lớp của đối tượng đi. Sau đó các bạn sẽ chọn một cái ảnh ví dụ mình chọn ảnh này, bỏ vô trong này. Giờ muốn crop cho cái ảnh này hợp với cái kích thước của cái slide thì mình sẽ kết lên đó, kéo ra. Sau khi các bạn thấy nhìn bên này này, nhìn review này, các bạn thấy nó hợp rồi, hoặc là các bạn có thể bấm vô sau để chạy trước nè. Đó, các bạn thấy nó hợp rồi. Nó hợp rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ xuất ra một cái file ảnh luôn của nó. Chúng ta nhấn Ctrl Shift S. Để lưu một cái ảnh, file ảnh các bạn chọn. Cái file ảnh là chọn cái BNG này cho chất lượng. Đó, các bạn nhấn ví dụ như này số 1 nè. Tấm ảnh thứ nhất cho slide thứ nhất đúng chưa? Nhấn vào chất sequence. Đó. Sau khi các bạn đã có tấm ảnh rồi thì chúng ta tiến hành thay thế. Các bạn sẽ bấm Ctrl Z để quay về các cái đối tượng ban đầu đó. Rồi chúng ta sẽ tiến hành thay thế tấm ảnh. Chúng ta sẽ bấm vào hai ô một lần nữa và thay thế từ dưới lên trên, kích vào con mắt thứ nhất, con lớp thứ nhất. Chúng ta sẽ kích vào đối tượng này và kích chuột phải, chọn fill, chọn picture và lót tới tấm ảnh lúc nãy các bạn đã crop được đó. Hồi nãy mình bỏ đâu ta? Desktop đúng rồi, desktop. Đây, cái tấm ảnh các bạn crop rồi đó. Rồi, nó sau khi các bạn lock được rồi, các bạn sẽ chọn format này. Chọn crop nè. Để nhấn giữ shift nha. Các bạn nhấn giữ shift và kéo rộng ra.
Như thế. Chọn Fill Mixture. Đó, sau khi các bạn thay thế hết xong rồi, các bạn bấm lại sau anh để hiện các cái đối tượng ban đầu. Rồi các bạn sẽ chạy thử bấm vào dấu sao này. Đó, thấy chưa? Tương tự như các cái slide cuối các bạn, các slide còn lại các bạn thay thế như thế luôn nha. Riêng đối với cái slide này thì các bạn thay thế rất dễ luôn. Trên kích vô cái ảnh đầu tiên, ảnh nó rất có nhiều, có mấy ảnh đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đó, các bạn kích vô ảnh đầu tiên, các bạn kích chuột phải, chọn Fill và lót tới cái tấm ảnh các bạn cần thay thế. Đó, tương tự kích chuột phải, tấm ảnh thứ hai lót tới Fill, lót tới tấm ảnh các bạn cần thay thế. Xong. Tất cả các slide còn lại các bạn làm tương tự như thế thôi, không có gì khác hết. Đó. Rồi sau khi các bạn xong rồi thì các bạn chọn file, export, chọn create video và chọn chất lượng cho nó, ví dụ 4K 1080 720. Nhớ chọn này mình không nha. Rồi các bạn create video, chọn thư mục cần lưu và xuất ra rất là nhanh. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem.